Pixel 4 XL mối mặt trong bài kiểm tra tốc độ. Google Pixel 4 và Pixel 4 XL đã ra mắt vào cuối tháng trước, nhưng bộ đôi này nhận được nhiều đánh giá không mấy khả quan. Trong khi dòng iPhone 11 Pro nhận được nhiều đánh giá tích cực kể từ khi ra mắt, Pixel 4 XL sử dụng chip Snapdragon 855, một trong những chip nhanh nhất, chỉ ít là ở những smartphone Android ở thời điểm hiện tại. Flagship của Google cũng được trang bị giam 6GB so với giam chỉ 4GB trên iPhone 11 Pro Max. Thế nhưng chip A13 Bionic của Apple, trang bị cho iPhone 11 Pro Max lại là mãnh thú về hiệu năng. Nếu là một fan của Pixel, bạn sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Vì hiệu năng tệ hại của Pixel 4 XL khi so với iPhone 11 Pro Max, Pixel 4 XL phải mất đến 2 phút 17 giây trong vòng kiểm tra mở ứng dụng đầu tiên. Trong khi iPhone 11 Pro Max chỉ cần có 1 phút 50 giây, nhanh hơn gần 30 giây so với Pixel 4 XL. Ở vòng 2, Pixel 4 XL mất 59 giây để lốt lại các ứng dụng trong khi iPhone 11 Pro Max chỉ mất 49 giây, mặc dù Pixel 4 XL có RAM 6GB lớn hơn hẳn RAM 4GB của iPhone 11 Pro Max, ngay cả khi bỏ qua khía cạnh hiệu suất, Pixel 4 XL cũng khó có cửa so với iPhone 11 Pro Max khi không có hệ thống camera tới 3 ống kính và thời lượng pin cũng không phải là thế mạnh